Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 121. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi siêu tó, đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ, đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt cũng không buồn ngủ. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ ngươi, Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi. Mặt trời sẽ không dọi ngươi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa, Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Chương 3. Vậy, nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước, anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Grec hoặc người Juda, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người tối mọi hoặc người tự chủ. Nhưng Đấng Christ làm mọi sự và trong mọi sự. Vậy, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người. Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Để làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta,
vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Vì ai ăn ở bất nghĩa sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình, không tây vị ai hết. Chương 4. Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một chủ mình ở trên trời. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nên thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Tychicơ là anh em rất yêu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, đặng người yên ủi lòng anh em. Kẻ cùng đi với người là Onesim, anh em trung tín và rất yêu của chúng tôi, tức là người đồng xứ với anh em vậy. Hai người đó sẽ nói cho biết hết mọi điều xảy ra ở đây. Aristarch là bạn đồng tù với tôi, gửi lời thăm anh em. Mark, anh em chú bác với Barnaba cũng vậy. Về Mark, anh em đã chịu lấy lời dạy bảo rồi, nếu người đến nơi anh em, hãy tiếp rước tử tế. Giê-xu gọi là Giúp-tu cũng có lời thăm anh em. Trong những người chịu cắt bì, chỉ ba người đó cùng tôi vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự yên ủi lòng tôi. Ê-pháp-ra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ, có lời chào anh em. Người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì tôi làm chứng cho người rằng, người làm việc rất là khó nhọc vì anh em, lại vì người Laodice và người Hierapoli nữa. Luca là thầy thuốc rất yêu dấu, chào anh em. Dema cũng vậy. Hãy chào các anh em ở Laodice và Nympha cùng hội thánh nhóm trong nhà người. Anh em đọc thơ này rồi, hãy đưa cho hội thánh Laodice đọc với. Anh em cũng phải đọc thơ ở Laodice gửi đến nữa. Rốt lại, hãy nói với Achip rằng, hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh để làm cho thật trọn vẹn. Chính tay tôi, Phaolô, viết chào thăm anh em. Hãy nhớ về xiềng xích của tôi. Nguyện xin ân điển ở cùng anh em. Chương 12. Roboam đến Sichem, vì cả Israel đã hiệp lại tại Sichem đặng tôn người làm vua. Khi Jeroboam, con trai của Nebat hay điều đó thì còn ở Egypto, là nơi người trốn để thoát khỏi vua Salomon. Người ta sai tìm người tại đó. Jeroboam cùng cả hội chúng Israel đều đến tâu với Roboam rằng, thân phụ vua đã làm cho ách chúng tôi nặng quá, nhưng bây giờ vua hãy giảm nhẹ sự phục dịch khó nhọc và cái ách nặng mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục dịch vua. Người đáp với chúng rằng, hãy lui về, trong 3 ngày sẽ trở lại cùng ta. Dân sự bèn lui về. Vua Roboam bàn với các trưởng lão đã hầu hạ Salomon cha mình trong lúc người còn sống mà rằng, các ngươi bàn luận cho ta phải đáp với dân sự này làm sao. Chúng thưa lại rằng, nếu ngày nay vua làm như người đầy tớ của dân sự này, phục sự họ, đáp lời, trò chuyện tử tế cùng họ, thì họ sẽ làm tôi tớ vua mãi mãi. Nhưng Roboam không theo mưu của các trưởng lão đã bàn cho mình, bàn nghị cùng các kẻ trai trẻ đồng lớn lên với mình và hầu hạ mình mà rằng, dân sự này đã tâu với ta rằng, hãy giảm nhẹ cái ách mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi. Vậy các ngươi bàn luận cho ta phải đáp với chúng nó làm sao? Các gã trai trẻ đồng lớn lên với người đáp rằng, dân sự này đã tâu với vua rằng, thân phụ vua khiến ách chúng tôi nặng, vua hãy làm cho nó ra nhẹ. Vua phải đáp lại cùng chúng như vậy.
ngón tay út ta còn lớn hơn lưng của cha ta. Vậy, cha ta đã gác một cái ách nặng cho các ngươi, ta sẽ làm cái ách các ngươi thêm nặng hơn nữa. Cha ta sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọ cạp. Ngày thứ ba, Jeroboam và cả dân sự đều đi đến Roboam, y như vua đã biểu rằng hãy trở lại cùng ta trong 3 ngày. Vua đáp lời với dân sự cách sẵn sớm, không kể các lời bàn luận của các trưởng lão và theo mưu các kẻ trai trẻ, mà đáp lại cùng chúng rằng: cha ta đã khiến cho ách các ngươi nặng nề, ta sẽ làm ách các ngươi càng nặng nề hơn nữa. Cha ta có sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọ cạp. Như vậy, vua không khứng nghe lời dân sự, vì điều đó bởi Đức Giê-hô-va dẫn đến, đặng làm cho ứng nghiệm lời ngài cậy Ahi-gia ở Si-lô mà phán cho Jeroboam con trai của Nê-bát. Khi cả Israel thấy vua không khứng nghe lời họ, bèn đáp cùng người rằng: chúng ta có phần gì cùng David? Chúng ta chẳng có cơ nghiệp chi với con trai Isai. Hỡi Israel, hãy trở về trại mình đi. Ớ David, từ rày ngươi khá coi chừng nhà của ngươi. Như vậy Israel đều rút về các trại của họ. Nhưng về dân Israel ở tại các thành Juda thì Roboam cai trị họ. Bây giờ Roboam sai Adoram là người coi sóc việc cống thuế đến cùng chúng, nhưng cả Israel ném đá người chết. Vua Roboam lật đật lên xe trốn về Jerusalem. Ấy vậy, Israel phản nghịch nhà David cho đến ngày nay. Khi dân Israel hay rằng Jeroboam đã trở về, bèn sai sứ mời người đến hội mình và lập người làm vua trên cả Israel. Chỉ có chi phái Juda cứ theo nhà David mà thôi. Roboam đến Jerusalem, nhóm hết thảy nhà Juda và chi phái Benjamin, số là 180.000 người lính chiến kén chọn, toan tranh chiến cùng nhà Israel, đặng bắt nước phục lại Roboam con trai Solomon. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Shemaya người của Đức Chúa Trời rằng: hãy nói cùng Roboam con trai Solomon vua Juda, cùng hết thảy nhà Juda Benjamin và phần dân sự còn lại mà rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: các ngươi chớ đi lên đánh anh em mình là dân Israel. Mỗi người hãy trở về nhà mình, vì sự này bởi ta mà xảy đến. Chúng vâng theo lời Đức Giê-hô-va mà trở về theo mạng lệnh của ngài. Jeroboam bèn xây cất Si-chem trên núi Ê-phra-im và ở tại đó. Đoạn từ đó người đi ra xây cất Phê-nu-ên. Bây giờ Jeroboam nói thầm rằng: hoặc nước sẽ trở về nhà David chăng? Nếu dân sự này đi lên Jerusalem đặng tế lễ tại trong đền của Đức Giê-hô-va, thì lòng họ chắc sẽ trở về chúa của họ là Roboam vua Juda. Người ta sẽ giết ta đi và trở về với Roboam vua Juda. Vậy vua bàn định, rồi truyền làm 2 con bò con bằng vàng và nói với dân sự rằng: các ngươi đi lên Jerusalem thật khó thay. Hỡi Israel, này là các thần ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Ngươi đặt con này tại Bê-tên và con kia tại Đan. Việc đó thành nên tội lỗi vì dân chúng đi đến Đan đặng thờ lại bò con ấy. Jeroboam cũng cất chùa miếu trên các nơi cao, chọn lấy người trong vòng dân chúng lập làm thầy tế lễ không thuộc về chi phái Lê-vi. Người lại định lập trong tuần tháng 8 ngày rằm một lễ giống như lễ người ta thường dự trong xứ Giu-đa và người dân các của lễ trên bàn thờ. Người cũng làm như vậy tại Bê-tên, tế lễ cho 2 bò con mà người đã làm nên, lại để tại Bê-tên những thầy tế lễ của các nơi cao mà người đã cất. Ngày rằm tháng 8, tức là tháng người tự chọn lấy, Jeroboam đi lên bàn thờ mình đã cất tại Bê-tên. Người lập một lễ cho dân Israel, rồi đi lên bàn thờ đặng sông hương. Chương 13. Đang khi Jeroboam đứng gần bàn thờ đặng sông hương, kìa, có một người của Đức Chúa Trời ở Giu-đa vâng mạng Đức Giê-hô-va mà đến Bê-tên. Người vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va quở trách bàn thờ mà nói rằng: hỡi bàn thờ, bàn thờ, Đức Giê-hô-va phán như vậy: một đứa con trai sẽ sinh ra cho nhà David, tên nó là Josiah.
Nó sẽ dâng trên mày những thầy tế lễ của các nơi cao là người xông hương trên mày, và người ta sẽ thiêu trên mày hài cốt của người chết. Trong ngày đó, thầy tiên tri tỏ một dấu lạ rằng: này là dấu lạ mà Đức Giê-hô-va đã phán: bàn thờ sẽ nứt, tro trên bàn thờ sẽ đổ xuống đất. Khi vua Jeroboam nghe lời hăm dọa mà người của Đức Chúa Trời nói nghịch cùng bàn thờ tại Bê-tên, thì người giơ tay ra trên bàn thờ mà bảo rằng: hãy bắt nó đi. Nhưng cánh tay vua giơ ra đối cùng tiên tri bèn trở nên khô, không thế co lại vào mình được. Bàn thờ cũng nứt ra và tro ở trên đổ xuống, y như dấu lạ mà người của Đức Chúa Trời đã vâng mạng Đức Giê-hô-va tỏ ra. Bây giờ vua cất tiếng nói với người của Đức Chúa Trời rằng: xin hãy nài xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và cầu nguyện cho ta, hầu cho tay ta được lại như cũ. Người của Đức Chúa Trời cầu khẩn Đức Giê-hô-va thì tay vua bèn co vào được, trở lại y như trước. Vua bèn nói cùng người của Đức Chúa Trời rằng: ngươi hãy về cung với ta đặng bổ sức lại, và ta sẽ dâng cho ngươi một lễ vật. Người của Đức Chúa Trời đáp lại cùng vua rằng: dẫu vua ban cho tôi phân nửa gia sản vua, tôi cũng chẳng vào cung với vua hoặc ăn bánh hay là uống nước tại nơi này, vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta như vậy rằng: ngươi chớ ăn bánh, chớ uống nước, chớ noi con đường ngươi đã đi mà trở về. Ấy vậy, ngươi đi đường khác, chẳng trở lại đường ngươi đã bắt đi đến Bê-tên. Vả, có một tiên tri già ở tại Bê-tên. Một con trai người đến học lại cho người mọi điều người của Đức Chúa Trời đã làm tại Bê-tên trong ngày đó, và các lời người đã nói với vua. Người cha nghe lời thuật này thì hỏi con mình rằng: người ấy đi đường nào? Các con trai người chỉ con đường mà người của Đức Chúa Trời ở Giu-đa đã noi đi về. Người bèn nói cùng các con trai mình rằng: hãy thắng lừa ta. Chúng bèn thắng lừa, rồi người lên cởi đi theo người của Đức Chúa Trời. Gặp người ngồi dưới gốc cây thông thì nói rằng: có phải ngươi là người của Đức Chúa Trời ở Giu-đa đến chăng? Người đáp: ấy là tôi. Tiên tri già tiếp rằng: hãy đến nhà với ta đặng dùng bữa. Nhưng người đáp lại rằng: tôi chẳng thể trở về với ông, cũng chẳng thể vào nhà ông hoặc ăn bánh hay là uống nước với ông tại nơi này cũng không đặng, vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn tôi rằng: ngươi chớ ăn bánh, chớ uống nước tại nơi đó, và cũng đừng trở lại theo con đường ngươi đã bắt đặng đi đến. Người kia lại tiếp rằng: ta cũng là tiên tri như ngươi. Vả, một thiên sứ vâng lệnh Đức Giê-hô-va có phán với ta rằng: hãy dẫn nó vào nhà với ngươi, hầu cho nó ăn bánh và uống nước. Nhưng người tiên tri này nói dối người. Người của Đức Chúa Trời bèn trở lại với người ăn và uống tại nhà người. Khi hai người đang ngồi bàn, có lời của Đức Giê-hô-va phán với tiên tri đã đem người về. Người liền kêu la cùng người của Đức Chúa Trời ở Giu-đa đến mà rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, bởi vì ngươi phản nghịch lời của Đức Giê-hô-va, không giữ theo mạng lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho ngươi, nhưng đã trở lại ăn bánh uống nước tại nơi mà Đức Chúa Trời đã cấm không cho ăn bánh hay uống nước tại đó, thì xác chết ngươi sẽ chẳng được chôn trong mồ mả của tổ phụ ngươi. Khi đã ăn uống xong, tiên tri già bèn thắng lừa cho tiên tri mình đã dẫn về. Người liền đi. Dọc đường, người gặp một con sư tử và bị nó giết đi. Thấy người nằm sải trên đường, có con lừa đứng một bên, còn sư tử cũng đứng gần bên thây. Có người đi ngang qua thấy thây nằm sải trên đường và con sư tử đứng kề bên, thì đi đến trong thành của tiên tri già ở, thuật lại điều mình đã thấy. Khi tiên tri già là người đã khiến người của Đức Chúa Trời trở bước lại nghe điều ấy bèn nói rằng: ấy là người của Đức Chúa Trời đã phản nghịch lời của Đức Giê-hô-va. Bởi vậy cho nên Đức Giê-hô-va đã phó người cho sư tử phân xé và giết đi, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Đoạn, người biểu các con trai mình rằng: hãy thắng lừa ta. Chúng bèn thắng lừa. Người đi, gặp xác chết nằm trên đường, con lừa và con sư tử ở hai bên. Con sư tử không ăn xác chết và không phân xé con lừa. Tiên tri già cất xác của người Đức Chúa Trời lên, chở trên con lừa, đem về vào trong thành mình,
đặng than khóc và chôn người. Người chôn xác ấy trong mộ mình, rồi khóc người mà rằng: "Thương ôi, anh ôi." Sau khi chôn xác rồi, người nói với các con trai mình rằng: "Khi nào ta chết, các con hãy chôn ta vào mã đã chôn người của Đức Chúa Trời, để hài cốt ta ở bên hài cốt người. Vì các lời hăm dọa người vâng mạng Đức Giê-hô-va mà nói nghịch cùng bàn thờ tại Bê-tên và nghịch cùng các chùa miếu tại trên những nơi cao ở trong các thành Samari hẳn sẽ được ứng nghiệm." Sau việc ấy, Jeroboam không trở lại con đường ác mình, nhưng người lại lập cho các nơi cao những thầy tế lễ chọn trong đám dân sự. Phàm ai tình nguyện thì được người biệt riêng ra làm thầy tế lễ tại các nơi cao. Nhưng vì cớ ấy, nhà Jeroboam phạm tội đến đổi bị diệt khỏi mặt đất. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.